Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Như thường lệ lại đến trung tuần của tháng âm lịch, chúng ta lại cùng nhau giao lưu với hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long, địa chỉ xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi làm chương trình tại hợp tác xã thì thời tiết cũng có cái ảnh hưởng. Trời mưa suốt từ sáng đến giờ. Cứ rả rích, tất nhiên là không mưa lớn. Cũng sẽ khắc phục. Nếu mà mưa lớn thì như lần trước tôi đã phải một tay cầm ô cầm máy để giới thiệu với các bạn. Hôm nay thì chưa cần thiết. Nhưng mà ít nhiều thì cái ánh sáng bị sương mù, nó cũng sẽ cản đi một chút. Trên đường di chuyển trời thì mưa mà lại có sương, cho nên là hơi rất là âm u. Và chúng ta được thưởng thức cái không gian chung của một vườn cảnh mà được bài trí rất là tuyệt vời. Đó là không gian của gia đình ông Trần Ngọc Nha, chủ nhiệm hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Và đây chính là những cái sản phẩm của hợp tác xã. Vâng, bây giờ Đỗ Sinh sẽ gửi cho các bạn hình ảnh của những cuốn video giao lưu với hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long trong đợt giữa tháng âm lịch của tháng 11. Số điện thoại của ông Trần Ngọc Nha và ông Hoài. Đó là hai số đại diện cho hợp tác xã ở trên những cuốn video. Và thêm một số nữa là của ông Trần Hiệp ở các cuốn sau. Vâng, sau khi chia sẻ với các bác hình ảnh chung, Đỗ Sinh gửi đến hình ảnh của một cây sam hương. Một tác phẩm sam hương mà có cái đường đi của thân rất là kỳ dị. Chúng ta hay có cái dùng từ gọi là những cây có thân quái. Có nhiều anh em đến tham quan thì đánh giá đây có thể là những cái chữ Hán. Nhưng mà tôi thì tôi bình luận thì vì tôi cũng không am hiểu về Hán Nôm lắm. Cho nên là tôi chỉ đánh giá là những cây mà có cái đường đi của thân rất là nghệ thuật. Chủ nhân đã làm với cái uốn nhiều năm nay rồi để tạo được một cái dáng. Đấy. Rất là độc đáo như thế này. Cây sam hương mình có xịn. Vâng. Để trên một cái rẻ quạt rất là đẹp. Chậu tàu. Cái này hợp tác xã báo giá bao nhiêu anh Hoàng? Dạ. Cái này ông báo với bác sinh.
Không đôn là 15 triệu ạ. 15 triệu Ok. là chậu giải quạt. Vâng. Ok. Không có đôn. Vâng. Vâng. Cái đôn này bao tiền anh? Đôn này 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi ạ. 3 triệu rưỡi. Vâng. Vậy là không đôn là giá là 15 triệu tại 15 vườn. Triệu tại vườn. Vâng, tôi sẽ chụp cái bức ảnh. Đây rồi, rất cân đối rồi. Rồi, đẹp rồi. Vâng, anh em người thì bảo giống chữ Phúc. Người thì nói là chữ Đức. Nói chung là đều là những cái trí tưởng tượng. Và dù chữ Phúc hay chữ Đức thì cũng là cái nguyện vọng của rất nhiều người. Muốn sở hữu một cái tác phẩm bonsai mà nó mang đậm nét giáo dục và đạt được cái kết quả cái nghệ thuật bonsai theo cái nguyện vọng của chúng ta như vậy là rất là tuyệt vời. Và tác phẩm Sam Hương. Đẹp quá. Và đây là mặt sau của cây sam hương. Vâng, chia tay với tác phẩm Sam Hương có hình dáng giống chữ Đức. Chúng ta đến với một cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy có cái bộ đế thân côn như cái bút chì luôn. Ngắm như 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 cái măng nhỉ. Đẹp thật đấy. Cây cực khỏe luôn đấy. Cây này cái kích thước anh cho anh có nhớ không? Chủ yếu là mai chiếu thủy người ta hay quan tâm cái đường kính bệ. Tôi quay mai chiếu thủy các anh cứ hay điện hỏi cái này đường kính bệ có to không bác? Được bao nhiêu anh? 62. 62. Vậy là 31. 48. 48 chiều cao. Vâng. Được rồi. Những cây lùn lực rất là tuyệt vời. 70. Ok. Ok. Vâng, đây là cái mặt trước. Còn mặt sau thì cũng thế, chỉ có thêm một cái tay cái tán đỡ gọi là tán phông thôi. Đây. Mà mặt sau thì tất cả những cái rễ ở các phía là đều nhau. Đi rất là đều xung quanh bệ. Được rồi. Cây này giao lưu giá bao nhiêu anh? 22 triệu ạ. 22 triệu. Vâng. Vâng. Hay quá. Ngắm một cây mai chiếu thủy rất là tuyệt vời như này. Vâng. Phía đối diện bên này chúng tôi cũng thấy anh các anh bố trí một cây mai nữa. Cây mai này thì không phải dáng trực mà là dáng siêu. Dáng của một cây bonsai. Với giá cây này bao nhiêu? Cây này là 19 triệu bác ạ. 19 triệu. Vâng. Đây có hoành 36, cao 58, ngang 76. Vâng. Chuẩn bị tới mùa hoa mai chiếu thủy đây. Rất là thơm.
Vâng, đó là hình ảnh của cây mai chiếu thủy được báo giá 19 triệu. Vâng, chúng ta đến tiếp với một tác phẩm Hải Châu. Cây Hải Châu này anh báo giá bao nhiêu anh? 15 triệu ạ. 15 triệu. Vâng. Và tiếp theo là một cây si. Một cây si búp đỏ. Cây rất là già rồi. Cây này báo giá bao nhiêu anh? Cây này báo giá 6 triệu. 6 triệu. Vâng. Và cây này, cái si này chơi giá 6 triệu thì khỏi phải nói rồi. Vâng. Tuyệt vời rồi. Và chúng ta đến tiếp với một cây Linh Sam. Những cây linh sam dáng huyền được đưa lên rất là phù hợp với bức tượng bởi cái dáng của cây linh sam lao về phía trước. Cây này giá bao nhiêu anh? 1,8 triệu. 1,8 triệu. Vâng. 1,8 triệu thì còn có cái tượng này cũng phải 5-600 rồi. Vâng. Vâng. Đúng rồi. Giá tại vườn ạ? Vâng. Vâng. Không chính xác. Những cái đồ này chuyển đi cũng hơi căng đấy. Vâng. Vì nó là liên quan đến cái tượng sứ. Rồi rồi, giá 1,8 triệu tại vườn. Rồi. Và cũng là dòng cây linh sam. Thì bên này các anh cũng có một cây nữa để có thể trưng đối xứng. Đây. Cây này giá cũng tương tự như vậy ạ. Cũng 1,8 triệu. Vâng. Vâng. Vâng, bây giờ chúng ta đến với một cây sam. Sam này sam bông hay sam núi? Hình như sam bông phải. Không, không sam trái mà. Trái trái có chưa? Có chưa? Có vừa. À, tức là có trái hả? Vâng, được rồi. Vâng, một cây sam trái dáng huyền.
Cây này giao lưu giá bao nhiêu anh? 6 triệu 8 ạ. 6 triệu 800. Vâng. Và rẻ quá. Sang trái. Rồi. Vâng, để kết thúc cuốn video này, Đỗ xin giới thiệu với các bạn một cây thông Nhật, một cây thông đen Nhật Bản, có cái phần thân cái bệ rất là tuyệt vời. Gốc quá già mà quá to. Đây nha bà con nha. Tuyệt vời. Cái này anh chỉ đo cho tôi chiều cao thôi mà nhỉ. Bao nhiêu? Cao là 48 ạ. Vâng, thế thôi. Ở đây là những cái sản phẩm của hợp tác xã nhận từ những nhân viên của mình đang theo ngành học nghề tạo tác bonsai tại Nhật Bản. Trong quá trình học tạo tác thì đây cũng chính là những sản phẩm đầu tay của anh em. Qua cái khóa học 4 đến 5 năm, chúng tôi đã có được cái chương trình những hình ảnh của các học viên của hợp tác xã Thăng Long cử sang bên Nhật. Đây cũng là một cái sự hợp tác giữa hai cơ sở, hai cái đam mê bonsai của hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam được gắn kết qua những cái cầu nối, qua những sản phẩm, qua những kiến thức bonsai mà các nhân viên của hợp tác xã được cử sang học. Tới đây hợp tác xã cũng sẽ có những cái chuyến tham quan cụ thể để truyền tải cái hình ảnh của các vườn cây cảnh lớn của bên Nhật để chúng ta học hỏi và giao lưu. Cái tác phẩm thông đen này thì canh báo giá bao nhiêu nhỉ? 15 triệu ạ. 15 triệu? Vâng. Và Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video thứ nhất trong cái buổi giao lưu dịp này tôi về với hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những cuốn video sau trong suốt thời gian giao lưu với cây cảnh nghệ thuật Thăng Long.